Cập nhật diễn biến vụ máy bay trực thăng Bell 505 số hiệu VN8650 ngắm cảnh ở Vịnh Hạ Long gặp nạn. Vào sáng 6 tháng 4 năm 2023, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể thứ tư. Thi thể nữ du khách được tìm thấy trong xác chiếc trực thăng rơi ở khu vực đảo Hòn Dép, vùng biển giáp ranh giữa Quảng Ninh và Hải Phòng. Như vậy, tính đến 10 giờ sáng 6 tháng 4 năm 2023, đã có 4 trên tổng số 5 nạn nhân trong vụ tai nạn được tìm thấy. Chỉ còn một nữ du khách mất tích sau vụ rơi trực thăng. Như báo Thanh Niên đã đưa tin, vào sáng 6 tháng 4, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông tức C08 Bộ Công an cho biết, cơ quan này đã điều động 2 tổ công tác, gồm 21 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường để hỗ trợ tìm kiếm cứu hộ. Đại diện C08 cho biết, lực lượng chức năng đã xác định danh tính 5 nạn nhân có mặt trên chuyến bay, gồm đại tá phi công Chu Quang Minh, bà Phạm Thị Bê, 65 tuổi, ông Phạm Tá Lực, 59 tuổi, bà Nguyễn Thị Hội, 60 tuổi và bà Hồ Thị Oanh, 51 tuổi. Đồng thời, lực lượng chức năng xác định tọa độ chiếc trực thăng gặp nạn tại địa phận xã Gia Luận, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Trước đó, khoảng 16 giờ 56 ngày 5 tháng 4, đại tá Chu Quang Minh lái trực thăng du lịch Bell 505 của công ty trực thăng Việt Bắc thuộc Tổng công ty trực thăng Việt Nam, binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng, chở theo 4 hành khách cùng có hộ khẩu thường trú tại Đà Nẵng, cất cánh thực hiện dịch vụ du lịch ngắm cảnh Vịnh Hạ Long từ trên cao. Đến khoảng 17 giờ 15 phút ngày 5 tháng 4, chiếc trực thăng mất liên lạc. Đến sáng ngày 6 tháng 4, lực lượng chức năng đã vớt được 3 thi thể nạn nhân, cũng như phát hiện một số mảnh vỡ nghi lạc của máy bay. Đại diện C08 cho biết, hai tổ công tác được điều động ngay trong đêm 5 tháng 4 đã sử dụng 3 tàu cỡ lớn để phối hợp tìm kiếm các nạn nhân, cũng như chiếc trực thăng gặp nạn. Bên cạnh đó, Công an tỉnh Quảng Ninh cũng cử 2 xuồng, 2 tàu cứu hộ cứu nạn và 20 cán bộ chiến sĩ tham gia tìm kiếm cứu nạn. Thượng tá Nguyễn Thuận, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến vụ việc trong các bản tin sau.